Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với phần cuối cùng bản tin FBNC Thế giới kỳ này. Nhóm cổ phiếu công nghệ đã giúp cho Phú Quân tăng điểm trong phiên giao dịch cuối tuần qua. Tuy nhiên, lực đỡ vẫn không đủ để giúp thị trường kết tuần tăng điểm do giới đầu tư rút lui khỏi thị trường vì lo ngại bạo động ở Iraq leo thang. Kết thúc phiên giao dịch thứ 6 ngày 13 tháng 6, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,25%, S&P 500 tăng hơn 0,3%, còn chỉ số Nasdaq tăng hơn 0,3%. Intel là một trong những cổ phiếu dẫn đà tăng điểm của chỉ số S&P 500 và cũng là một trong những mã sôi nổi nhất trên Nasdaq. Cổ phiếu Intel tăng gần 7%, đạt gần $30 sau khi hãng nâng triển vọng doanh thu năm nay cùng với dự báo cho rằng nhu cầu PC sẽ tăng trở lại. Cổ phiếu của OpenTable tăng mạnh 48,3% lên mức gần $105 sau khi Pricelink Group tuyên bố sẽ mua lại OpenTable với giá $2,6 tỷ. Ngược lại, Priceline giảm 3%, còn $1,189. Trong số nhóm cổ phiếu Internet, Dev tăng 13,8% lên gần $75, còn Grubhub tăng 7% lên $36. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu công nghệ không đủ để tạo lực đỡ cho thị trường trong suốt tuần qua. Tính chung cả tuần, chỉ số Dow Jones giảm 0,9%, S&P 500 giảm 0,7%, còn chỉ số Nasdaq giảm 0,25%. Như vậy, đây là tuần đầu tiên chỉ số S&P 500 giảm điểm sau 3 tuần tăng điểm liên tiếp. Tính chung cả năm nay, các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng khoảng 4,8%. Dưới phân tích đang lo ngại, bạo lực tại Iraq sẽ khiến cho giá hàng hóa tăng vọt, ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu. Giá dầu đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2013. Giá dầu thô tăng lên mức $113 một thùng, tính vào ngày thứ 6 tuần qua, tăng $4 so với đầu tuần do lo ngại tình trạng căng thẳng ở Iraq có thể dẫn đến nội chiến và tác động tới xuất khẩu dầu của nước này. Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết vào hôm thứ Sáu rằng Mỹ cần nhiều ngày để xác định xem Mỹ sẽ giúp giải quyết vấn đề Iraq như thế nào. Tổng thống Obama đã bác bỏ khả năng người quân đội Mỹ tham gia vào bạo lực vũ trang ở Iraq. Về kinh tế vĩ mô, tâm lý tiêu dùng ở Mỹ đã bất ngờ giảm trong tháng 6 do người dân thắt chặt chi tiêu khi mức lương quá thấp, theo số liệu của Thomson Reuters. Chỉ số biến động thị trường CBOE đã giảm 3%, còn 12,18 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 5,07 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình tháng trước là 5,76 tỷ cổ phiếu. Trong khi đó, các chỉ số chứng khoán tại thị trường châu Á trong phiên giao dịch đầu tuần lại có sự tăng giảm trái chiều. Do chưa thoát khỏi ảnh hưởng tâm lý từ bạo lực leo thang tại Iraq, giao dịch cũng thận trọng trước việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed chuẩn bị xem xét lại các chính sách của mình. Kết thúc phiên giao dịch ngày 16 tháng 6, chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm 1,09%, chỉ số AS 200 của Úc tăng 0,13%, chỉ số Shanghai của Trung Quốc tăng 0,74% và chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,14%. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất kể từ 2 tuần qua sau khi đã đạt mức kỷ lục cách đây một tuần. Cổ phiếu của Mitsubishi giảm gần 4% sau thông tin hợp tác với Siemens cung cấp thiết bị cho nhà sản xuất năng lượng Pháp Alstom. Ở nhóm tăng điểm, cổ phiếu của Tokyo Electron tăng mạnh nhất với 2,5%. Chỉ số Shanghai tăng ở mức cao nhất kể từ ngày 21 tháng 4, sau khi Thủ tướng Lý Khắc Cường khẳng định tin tưởng sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 7,5% trong năm nay. Nhóm cổ phiếu năng lượng tăng nhiều nhất khi Chủ tịch Tập Cận Bình nói nước này cần một cuộc cách mạng trong việc sản xuất và tiêu thụ năng lượng. PetroChina tăng 1%, Sinopec tăng 1,6%. Trong khi đó, chỉ số AS 200 chỉ tăng nhẹ. Các nhà khai thác mỏ vẫn tiếp tục lo lắng khi giá quặng thép tiếp tục giảm, chỉ còn khoảng $90 một tấn. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng hầu như không thay đổi. Các công ty viễn thông tập trung vào thông tin Hàn Quốc và EU dự kiến đạt được thỏa thuận hợp tác mạng 5G. Cổ phiếu của SK Telecom tăng 1%, trong khi LG U Plus tăng hơn 2%. Tại thị trường mới nổi Ấn Độ, chỉ số Sensex giảm 0,4% sau khi lạm phát trong tháng 5 ở mức 6%, cao hơn so với dự đoán 5,4% trước đó. Thưa quý vị, tập đoàn Sycamore Partners Mỹ đang có ý định mở rộng thị trường bằng việc mua một loạt thương hiệu thời trang. Hãng này đang tiến hành thương thuyết để sở hữu thương hiệu Express. Công ty bán lẻ tư nhân Sycamore Partners đang có ý định mua lại hãng thời trang Express. Sycamore cho biết họ đã mua 9,9% cổ phần từ khi Express đang sụt giảm doanh thu. Và bây giờ Sycamore đang muốn mua toàn bộ số cổ phần còn lại. Express, thương hiệu thời trang dành cho lứa tuổi từ 20 đến 30, đã nhanh chóng phân tán cổ phiếu vào tay các cổ đông. Tuy nhiên, những nhà đầu tư dường như mong muốn đẩy mạnh cổ phiếu ra thị trường, cắt giảm 27% cổ phần trong năm nay. Ngân hàng Green Capital dự đoán thương vụ mua bán giữa Sycamore và Express sẽ diễn ra thành công và mong chờ giao dịch sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Express đã đóng cửa một vài cửa hàng và ra chiến dịch giảm giá nhiều sản phẩm. Sycamore hiện sở hữu các thương hiệu Stanford, Hot Topic, Cold Water Rig trước khi hoàn thành mục tiêu mua lại Express.
Cũng liên quan đến các vụ mua bán, tập đoàn du lịch Priceline đã quyết định sẽ mua lại công ty quản lý trang web chuyên đặt chỗ các nhà hàng OpenTable với giá 2,6 tỷ đô la nhằm mở rộng các lĩnh vực dịch vụ, bên cạnh ngành công nghiệp du lịch trực tuyến đang ngày càng cạnh tranh. Chủ sở hữu trang web du lịch Priceline Group dự tính mua lại trang web dành riêng cho các nhà hàng OpenTable với giá 2,6 tỷ đô la Mỹ nhằm tăng doanh thu. Mức giá mà Priceline đưa ra là 103 đô la Mỹ với mỗi một cổ phiếu. Thỏa thuận này dự kiến sẽ hoàn tất vào quý 3. Trong thời gian gần đây, để cạnh tranh với các công ty đối thủ như Expedia Inc. và Orbis Worldwide Inc., Priceline đã chủ trương mua lại các công ty nhỏ và chuyển đổi chúng thành các công ty lớn hay các doanh nghiệp thành công. Website OpenTable hiện có hơn 30.000 nhà hàng sử dụng dịch vụ đặt phòng trực tuyến với 15 triệu khách hàng đặt bàn dùng bữa tối mỗi tháng. Tuy nhiên, cổ phiếu của OpenTable đã nhích lên trên sàn Nasdaq vào hôm thứ Sáu, cho thấy sự kỳ vọng của các nhà đầu tư. Cổ phiếu Priceline giảm nhẹ. Thỏa thuận này sẽ mang lại sự hợp nhất giữa các ngành công nghiệp. Website du lịch TripAdvisor đã mua website đặt phòng trực tuyến Lafourchette vào tháng 5 với mục tiêu kết hợp giữa dịch vụ đặt phòng và nhà hàng. Hai cái tên Expedia và Orbit nhắm vào những đối tác nhỏ như Yelp và Grubhub là những giao dịch được kỳ vọng phát triển những dịch vụ miễn phí cho khách hàng. Thưa quý vị, Trung Quốc vừa đưa ra sách trắng nhằm nhắc nhở Hồng Kông về mức độ tự do tại khu vực này, đồng thời gây áp lực lên người dân Hồng Kông phải chấp nhận một hệ thống bầu cử bị hạn chế sẽ sớm do Bắc Kinh áp đặt. Lo sợ không thể kiểm soát nổi một xã hội Hồng Kông tự do, chính quyền Bắc Kinh muốn phá bỏ các cam kết trước đây. Điều này đã khiến cho người dân Hồng Kông giận dữ. Tôi đã sống ở Hồng Kông hơn 10 năm nay, và đây là lần đầu tiên tôi thấy được sự căng thẳng chính trị đang hình thành ở khắp các tòa nhà. Những người thuộc phong trào dự định chiếm đóng trung tâm Hồng Kông Occupy Central biểu tình đòi dân chủ trên vùng đất này. Liệu điều này có ảnh hưởng đến các doanh nghiệp toàn cầu hay đây chỉ là vấn đề trong nước? Tôi nghĩ đây thực sự là lần đầu tiên và thế giới nên quan tâm đến vấn đề này, bởi tình hình Hồng Kông trong vài tháng tới sẽ cho chúng ta thấy rõ Trung Quốc đang củng cố vị thế của mình. Qua những lời hứa tiến hành cải cách dân chủ tại Hồng Kông, chúng ta không khó để có thể thấy được quyết tâm duy trì kiểm soát của Bắc Kinh, đồng thời cố gắng đáp ứng yêu cầu của các nhóm biểu tình. Điều chúng ta sắp phải đối mặt sắp tới đây chính là sự phân cực và tình hình bất ổn lan rộng. Như ông đã nói, sự phân cực đang diễn ra. Không ai có thể nói trước được phong trào này sẽ mở rộng đến đâu và cũng có thể sẽ bùng nổ trong vài tuần tới. Các doanh nghiệp cần đưa ra các kế hoạch dự phòng và tự hỏi liệu Hồng Kông có còn là khu đặc quyền kinh tế với nhiều tự do như nó vốn có hay không. Các doanh nghiệp trong nước, chủ sở hữu và các nhà tài phiệt đã đưa ra những cảnh báo cụ thể mà tình hình hiện nay có thể gây phương hại đến nền kinh tế Hồng Kông. Tuy nhiên, tôi cho rằng chúng ta nên nhìn vào hai mặt của vấn đề. Như chúng ta đã biết, tuy Hồng Kông có một sự phát triển ổn định, nhưng người dân vẫn lo ngại về giá bất động sản tăng cao. Hồng Kông không phải là nơi duy nhất, nhưng với tình hình hiện tại, lối thoát cho điều này có thể khiến Trung Quốc không vừa ý. Hàng năm, Hồng Kông đón hàng triệu người dân đến sinh sống, đất chật người đông. Liệu điều này có phải là nguyên nhân khiến cho người dân bất mãn? Bất mãn đang tăng cao, nhưng câu hỏi đặt ra là liệu điều này có thể hiện được sự dân chủ hay không? Bỏ qua các dự đoán, câu trả lời cuối cùng là chúng ta vẫn chưa thực sự biết được có bao nhiêu người được thúc đẩy nhờ điều này và họ sẽ phải chịu đựng những tác động nào. Nhưng tôi cho rằng tất cả những gì chúng ta có thể nói, đó là cả hai phía đều đang rất cứng rắn. Chúng ta đã có một tuần đầy bất ổn. Sách trắng do Bắc Kinh đưa ra có ghi rằng các quyền dân chủ tại Hồng Kông được chính quyền trung ương trao cho. Điều này đồng nghĩa với việc nó có thể bị gỡ bỏ. Phân cực xảy ra là điều tất yếu, nhưng điều đáng lo ngại là nó sẽ leo thang. Điều cuối cùng, được biết ông đã bỏ ra nhiều thời gian để tìm hiểu những doanh nghiệp cao cấp. Liệu họ có đang lo lắng? Họ thực sự đang lo lắng, nhưng không hẳn là lo phải lựa chọn bên nào, mà họ lo rằng sự phản đối sẽ lan rộng, ảnh hưởng đến người dân Hồng Kông và gây phương hại đến vị thế của Trung Quốc nói chung. Sự phân cực tại Hồng Kông sẽ còn tiếp tục kéo dài và thực sự là điều khiến cho các nhà đầu tư toàn cầu lo ngại. Vâng, và đến đây thì bản tin FBNC Thế Giới xin được khép lại. Một lần nữa, Minh Vi rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kỳ sau.